Đội tuyển U23 Lào bước vào trận đấu đầu tiên tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games với đội tuyển U23 Singapore bằng đội hình mạnh nhất, từng giúp họ góp mặt tại bán kết của giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Và sự tự tin cũng như ăn ý của các cầu thủ U23 Lào đã giúp họ có được thế trận tốt khi các chân sút như Johnny, Bufachan hay là Ekanoi liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 14, chính tiền đạo Ekanoi đã có cú dứt điểm gọn gàng mang về bàn mở tỷ số cho các cầu thủ U23 Lào. Lợi thế về mặt tinh thần tiếp tục giúp các cầu thủ của đội tuyển Lào có được thêm một bàn thắng nữa trong thời gian đầu hiệp 2, qua đó vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu lại đến ở những phút cuối cùng khi những sai lầm hiếm hoi nơi hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Lào đã khiến họ phải trả giá với hai bàn thua liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút sau các tình huống lập công của Glenn và Jordan bên phía đội tuyển U23 Singapore, qua đó khiến cả hai đội phải chia điểm với kết quả hòa chung cuộc 2-2.